Kính chào các đồng chí và các bạn. Trong chương trình An toàn giao thông hôm nay, chúng tôi có phóng sự phản ánh sự cần thiết của quy định nồng độ cồn bằng không đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi. Người đàn ông này sau khi đã sử dụng rượu bia với nồng độ 0,47mg trên 1 lít khí thở vẫn điều khiển xe lưu thông trên đường. Khi được cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì không chấp hành, tăng ga bỏ chạy, có biểu hiện không làm chủ được bản thân khi tự hủy hoại phương tiện của mình như thế này. Rất may, trường hợp vi phạm này đã được cảnh sát giao thông kịp thời phát hiện, ngăn chặn. Nếu không, thì hậu quả sẽ rất khó lường. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, việc điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn là hành vi bị nghiêm cấm theo luật phòng chống tác hại của rượu bia. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, tình trạng người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu bia tham gia giao thông vẫn còn diễn ra, làm cho trật tự an toàn giao thông có nhiều diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông có xu hướng gia tăng. Rượu bia được xem là một trong những chất kích thích có tác động không tốt lên cơ thể người lái xe, kể cả khi người lái xe chỉ sử dụng một ít chất kích thích này. Khi mà tham gia giao thông thì người có mà trong máu có nồng độ cồn, hay nói cách khác là trong hơi thở có cái nồng độ cồn là có mấy cái đặc điểm nghiêm trọng. Cái thứ nhất, khi tham gia giao thông mà có nồng độ cồn trong máu thì phản xạ rất là chậm chạp. Cái thứ hai nữa là cái động tác mà phối hợp để xử lý vụ việc trong cái tham gia giao thông thì nó cũng chậm chạp. Và cái thứ ba là giảm cái sức tập trung, và đặc biệt là cái giảm cái tầm nhìn. Khi là bình thường chúng ta nhìn có thể là trên 100-200 mét tầm nhìn xa, còn khi mà đã sử dụng rượu bia và trong nồng độ cồn là trong hơi thở có thì cái lượng mà ta nhìn này nó giảm rất là rõ rệt, do đó dễ dẫn đến gây tai nạn và cái giảm sức cái khả năng phản đối. Theo quan điểm của tôi thì tôi thống nhất theo cái quy định là những cái người điều khiển phương tiện giao thông mà không có cồn trong máu cũng như là hơi thở có nồng độ cồn thì theo kinh nghiệm của bản thân là tham gia trực tiếp cái khám nghiệm là pháp y, so với Tết năm 2023 và quý 1 năm 2023 so với năm 2024 thì lực lượng chúng tôi đã thực hiện những vụ việc này đã giảm rõ rệt, là trên 60% vụ việc xảy ra. Và đặc biệt là những cái trường hợp mà tai nạn giao thông dẫn đến chết người thì khi chúng tôi xét nghiệm ra nồng độ cồn là cũng có những cái người sử dụng là dưới 0,25mg trên 1 lít hơi thở thì vẫn xảy ra tai nạn giao thông. Chứ đâu phải nhất thiết là những cái trường hợp là nồng độ là ethanol trong máu cao hoặc là nồng độ cồn trong hơi thở cao và dẫn đến tai nạn giao thông đâu. Với quyết tâm kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông, nhất là tai nạn có liên quan đến rượu bia, Cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Một trong những giải pháp quan trọng đó là kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn, qua đó giúp người dân hình thành thói quen đã uống rượu bia không lái xe, từng bước xây dựng môi trường giao thông văn hóa an toàn. Việc cảnh sát giao thông duy trì xử lý vi phạm về nồng độ cồn với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngày nghỉ thời gian qua đã có những tác động tích cực đến tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Như chúng ta đã biết thì hiện nay thì luật giao thông đường bộ và luật phòng chống tác hại rượu bia đã nghiêm cấm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không được uống rượu bia dù ở mức thấp nhất, tức là đã uống rượu bia thì không được lái xe. Trong năm 2023 đã xảy ra 118 vụ tai nạn thì đã có 65 vụ tai nạn có liên quan đến cái rượu bia, chiếm tỷ lệ trên 50%. Đây là cũng nguyên nhân, nguy cơ tiềm ẩn và cái gánh nặng đối với gia đình và xã hội trong cái việc sử dụng rượu bia mà điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong cái thời gian qua. Cho nên cái việc chỉ đạo mà xử lý nghiêm các cái trường hợp sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông là hết sức cần thiết, và đây là cái kiên quyết của đảng, của nhà nước, của chính phủ trong thời gian qua nhằm
là tạo cái thói quen cho người tham gia giao thông đã uống rượu bia thì không được lái xe. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm nồng độ cồn, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của rượu bia đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đã có những tác động tích cực đến ý thức của người tham gia giao thông. Tuyệt đại đa số người dân đều đồng tình ủng hộ. Chủ trương nhà nước, đảng nhà nước ta là cấm vấn đề rượu, không uống rượu bia mà khi mà lái xe đó, thì ở đây nói chung riêng cá nhân chú rất đồng tình. Khi mình đã có rượu bia trong cơ thể rồi thì không nên lái xe. Lý do là tại vì mình khi đó đi đó là cái tầm nhìn cái người mà đã uống rượu rồi, cái tầm nhìn nó là hạn chế rồi, dẫn đến là dễ xảy ra tai nạn. Cho nên là mình không nên lái. Nói tóm lại theo chú là nếu đã có uống rượu bia rồi thì không lái xe. Tình trạng mà tham gia giao thông mà có sử dụng rượu bia, nó đã gây ra cái tai nạn trước hết và nó thiệt hại về tính mạng con người. Kế đó là tài sản và để lại những cái hệ lụy về sau cho gánh nặng cho xã hội. Cho nên là trong cái việc cấm sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, đây là một chủ trương đúng đắn của đảng và nhà nước. Vừa qua thì tôi thấy lực lượng cảnh sát giao thông mà xử lý thấy rất là quyết liệt. Mà đặc biệt là tôi thấy những cái tuyến đường có những cái điểm nóng thường xuyên xảy ra tai nạn, thì tôi thấy là có đặt chốt để là kiểm tra nồng độ cồn tất cả các xe là như thế, thì cái tình hình tai nạn giao thông rất là giảm, là hạn chế cái vấn đề mà có uống rượu bia mà tham gia giao thông. Theo tôi thì cái này vẫn tiếp tục duy trì để dần dần tạo được thói quen cho người dân, là người ta sẽ là ý thức được là khi tham gia giao thông là không sử dụng rượu bia. Cô đồng tình cũng như là có nồng độ cồn ít hay nhiều thì lái xe thí dụ mình cũng không có kiểm soát được của mình về tay lái, hoặc là nhiều khi thí dụ cô uống nửa ly thì cái độ của cô á thì nó cũng vẫn yếu, thì nó cũng sẽ không có an toàn cho mình về tay lái xe của mình, rồi mình sẽ nhiều khi mình gây tai nạn cho những người tham gia giao thông bên cạnh mình. Cô đi ngoài đường thì cô thấy công an giao thông tỉnh của mình thì chốt rất là quyết liệt, và cũng có thông tin trên báo chí đồ này kia, thì theo cô thấy vậy là cũng đồng tình. Việc duy trì kiểm tra xử lý vi phạm về nồng độ cồn là rất cần thiết, bởi theo thống kê của Bộ Công an, nhờ xử lý quyết liệt hành vi này, trong năm 2023, tai nạn giao thông có liên quan đến rượu bia trên cả nước giảm 25% về số vụ, giảm 50% số người chết và giảm 22% số người bị thương so với năm 2022. Bên cạnh đó, do đặc điểm về thói quen sử dụng rượu bia cũng như điều kiện hạ tầng giao thông ở nước ta hiện nay chưa đáp ứng tốt các yêu cầu đặt ra, nên Bộ Công an đề xuất tiếp tục quy định cấm sử dụng rượu bia đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét thông qua trong năm 2024. Thời gian tới, đối với người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành, trong đó có quy định không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia để phòng tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Mỗi cán bộ đảng viên cần thật sự gương mẫu chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đồng thời là một tuyên truyền viên tích cực dẫn động người thân, gia đình và nhân dân cùng chung tay phòng chống tác hại của rượu bia, nhất là những tác hại đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Kính thưa các đồng chí và các bạn, chương trình An toàn giao thông đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.